Thế giới đang không ngừng dịch chuyển. Liệu bạn đã sẵn sàng chuyển dịch để bước vào một tương lai mới, nơi những mô hình dịch vụ bán lẻ phiên bản tương lai sẽ định hình nên tiêu chuẩn sống mới? Lần đầu tiên tại thành phố Ocean City, Vingroup chính thức ra mắt Mega Complex, mô hình phố thương mại dẫn dắt tương lai. Dẫn đầu về sự thuận tiện, 100% các tổ hợp Mega Complex tại thành phố Ocean City đều sở hữu những vị trí đắt giá bậc nhất tại các trục đường lớn, nơi giao thoa của các đại lộ hay kế cận các đại công viên, trung tâm thương mại, bệnh viện, văn phòng, trường học và khu cao tầng sầm uất. Với mỗi tổ hợp Mega Complex, khách hàng đều có thể dễ dàng di chuyển đến, đỗ xe, sạc xe điện và dành cả ngày để trải nghiệm, dạo bộ, khám phá. Dẫn đầu mô hình quản lý, Mega Complex tiên phong tạo ra công thức mới dựa trên việc phối hợp ngành hàng nhằm hướng tới phục vụ những nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu cụ thể. Với những mô hình dự kiến được triển khai như Mega Market, phố chợ hiện đại, Mega F&B, phố ẩm thực, Mega Lifestyle, phố phong cách sống, Mega Tech, phố công nghệ, Mega Green, phố sống xanh và còn rất nhiều phố chủ đề hấp dẫn, thời thượng khác sẽ được triển khai trong tương lai. Đặc biệt, các phố thương mại Mega Complex sẽ được thiết lập những tiêu chuẩn về quản lý, vận hành, khai thác ngành hàng, marketing quảng bá điểm đến nhằm đồng bộ, ưu việt mô hình quản lý. Ngoài ra, nhằm gia tăng lợi thế kinh doanh tối đa, từng căn Mega Shop trong các phố Mega Complex đều được thiết kế tối ưu với diện tích lớn, mật độ xây dựng cao lên tới 83%, diện tích sử dụng đa dạng từ 232m² đến 558m². Mặt tiền, vỉa hè và lòng đường nội khu thoáng rộng, hoàn hảo cho mọi mô hình kinh doanh. Dẫn đầu về văn hóa trải nghiệm, với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, Mega Complex được quy hoạch tích hợp đa trải nghiệm, kết nối đa văn hóa, đa không gian nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ. Hơn cả một điểm đến để mua sắm, Mega Complex là một điểm hẹn để giao lưu, kết nối với những trải nghiệm bất tận chưa từng có, từ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cho đến sáng tạo, thưởng lãm nghệ thuật. Một nơi không thể bỏ lỡ để khám phá những kỳ quan trong lòng phố. Trải nghiệm tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới Royal Way Park, quy mô lên tới 18 hectare với hàng loạt hoạt động thú vị như tắm biển tạo sóng cao tới 2,8 mét, treo thuyền sắt trên hồ nước mặn hay cắm trại glamping cực chill bên công viên cát. Chiêm ngưỡng quảng trường Kinh đô ánh sáng mang cảm hứng từ đại lộ Champs-Élysées, phồn hoa rực rỡ khi lên đèn với không gian trình diễn nghệ thuật ánh sáng đầy ấn tượng. Cùng với đó là chuỗi những sự kiện, lễ hội thể thao, văn hóa nghệ thuật đặc sắc được tổ chức quanh năm. Tất cả cùng thăng hoa bùng nổ, tạo nên một Mega Complex vạn trải nghiệm, đa xúc cảm. Mảnh ghép hoàn hảo thổi bừng sức sống hệ sinh thái, thành phố điểm đến tầm cỡ quốc gia Ocean City. Nơi đã sẵn sàng trở thành một điểm hẹn của Hà Nội tương lai, sánh tầm với các phố thương mại nổi tiếng trên thế giới. Nơi đó là Mega Complex, phố thương mại dẫn dắt tương lai. Cùng đón chờ mô hình flagship đầu tiên của Mega Complex sắp ra mắt tại Ocean City. Mega Grand World, tháng 6 năm 2023.